ok. Ok, Cita chuột dáng làng rất đẹp. Rất đẹp các bác nhá. Vừa có cốt vừa có vách nhá các bác. Đây cốt của nó đây, 1 2 3 4. Rất là nhiều đầu đấy, cốt của nó. Đấy, còn vừa trong đó vừa có cốt vừa có vách nhá các bác nhá. Mặt nào cũng chơi được hết. Chào các bác cô chú anh chị nhá. Hôm nay xin phép làm thêm một cây si tai chuột để phục vụ các bác quý cô chú anh chị xem cây đêm các bác nhé. Đấy, cây si tai chuột mà cái hồi mà mới đưa về thì có khoe các bác rồi đấy, bây giờ thì nó cũng khá là tốt rồi. Hôm nay thì xin phép lọc lá với lọc bớt răm các bác nhé. Tùy cơ ứng biến, nếu mà thấy tay cành nó ổn rồi thì cắt thu luôn, mà thấy chưa được thì nuôi các bác nhé. Đấy, cơ bản là một cây si tai chuột, em gọi nó là cái cây rừng ngập mặn các bác. Các bác có hình dung là cái rừng đước, rừng sú vẹt mà ở trong nước lợ các bác, ven biển là nước lợ. Đấy, nó mọc những cây rễ nó như này đây. Thì đây là một cây si tai chuột, thôi tạm gọi nó là răng làng đi. Còn để liên tưởng thì nó là giống cái dòng sú vẹt mà ở rừng ngập mặn các bác nhá. Đấy, thì xin phép là tí nữa cắt ra. Mùa rét này thì thường là nó sẽ có búp, nó cũng tia tía đỏ các bác nhé. Đấy, thì vặt ra cho nó thoáng một số cái điểm mà mình cần nuôi thì nhiều khi nó lại bị tối ở trong ấy, thì nó không lớn được, thì mình lựa mình vặt lá và lọc nó ra. Đấy, cũng đỏ chứ bác nhá. Ok, triển thôi. Trên đỉnh xuống triển nó thôi.
nhiều lá quá các bác. Bây giờ vặt mới xong, nhìn nó giống cái chổi cùn không? Chổi cùn. Đấy, bây giờ làm sạch sẽ với lọc xem nó nuôi cái nào, để cái nào các bác nhé. Bác xem qua một lượt nhé. Đấy, to đấy, không bé đâu.
Thank you.
tạm thời thế đã. Nó đây các bác ơi. Đấy, trồng trên cái chậu rất rộng. Thì phải nhặt cái này thì rất là lâu bác. Kể cả có mà để cả đêm này nhặt cũng không sạch được. Thì mình cứ để nó thật bết đi. Sau em còn xếp lại hết những cái rễ này các bác. Bây giờ chỉ nhặt những cái bẩn bẩn trên này này. Đấy, còn những cái vách này sau phải xếp lại hết này. Đấy, căng thẳng căng hết luôn, thẳng căng như thế này luôn. Không có mọc xiên xẹo gì cả. Đấy, lúc đấy nó sẽ rất là ok. Cây si tơ chuột dáng làng rất đẹp. Rất đẹp các bác nhá. Vừa có cốt vừa có vách nhá bác. Đây cốt của nó đây, 1 2 3 4. Rất là nhiều đầu đấy, cốt của nó. Đấy, còn vừa trong đó vừa có cốt vừa có vách nhá các bác nhá. Mặt nào cũng chơi được hết. Mặt nào cũng chơi được hết. Cây này thì càng nuôi nó càng giá trị các bác. Tất nhiên là đừng có cắt sớm như em vừa rồi. Em là bị 2 lần liên tiếp cây này cắt sớm. Một lần là lúc đưa nó về, một lần là bây giờ. Đấy, thì để quay phim thì phải nhiều khi chấp nhận các bác. Không có chờ thì nhiều khi các bác hết hơi không được xem một cái cây. Đấy, thì nhiều khi chấp nhận các bác, chứ không có ý hướng dẫn các bác là cắt như thế này. Cắt cố gắng mà lì được sau thì nó sẽ đẹp. Đấy, những cái đầu màu nó cút này, tay dăm nó to lên, cắt thì nó sướng, nuôi vẫn nó liền. Đấy, thì dù sao thì cũng có cái để cắt để khoe các bác nhé. Đấy, cái gì tai chuột, chất liệu là tai chuột không? Thành vách, cốt cá đều rất đẹp, liền cốt luôn nhé, không đóng ghép gì cả. Đấy, nhặt những cái này nó rất là mất thời gian. Nó cái dòng tai chuột nó là như vậy không bác? Nó rất là nhiều vách, nhiều kẽ kẽ, nó thuộc như là thuộc thiên hướng về là dòng cây bụi các bác, cây bụi. Đấy, nó gần như nó rất ít cây si tơ chuột nào có cốt. Đấy, nó thường là ý tôi nói là cốt mà cốt kiểu gấu đầm lùn như kia không bao giờ có, không bao giờ có như cái si kia là không bao giờ có. Đấy, tai chuột nó chỉ như này đây, những cái cốt như này nó rất là to rồi. Đấy, nhìn các bác nhìn, chung một cốt hết. Tính ra thì có 5 cái nhánh to, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, còn những cái nhánh to này thì lại chia rất nhiều đầu. Tổng thể lại nó thành một cây dáng làng. Bác xem. Ok, cảm ơn các bác. Quay tất cả các mặt để các bác xem nhé. Hy vọng lần tới thì tôi không cắt sớm nữa, để khoe triệt để các bác cây này. Chứ cắt hôm nay là cắt sớm quá. Cảm ơn các bác theo dõi nhé.